tin Ban Chúa Tis Hiếp Niu. Ngày 30 tháng 6, 2019. Vâng thưa quý vị, ngày trước tuổi trẻ yêu nước khi bị bắt gồm Trần Vũ Anh Bình, Võ Minh Trí và Nguyễn Thiện Thành. Nguyễn Thiện Thành lúc đó em đang là sinh viên khi bị bắt lên số 4 Phan Đăng Lưu. Sau khi tường trình, an ninh đã thả em về và giam lỏng tại nhà, để rồi em đào thoát và đào tị sang Thái Lan. Sau đó em bị quy chụp là cộng sản nằm vùng, là cộng sản chỉ điểm, là người của cộng sản. Thế là em một mình chân ướt chân ráo bên Đức Thái. Những ngày tháng cơ cực của tuổi trẻ yêu nước nói chung và cách riêng Nguyễn Thiện Thành ở nơi xứ người, em phải đi ăn xin. Để rồi sau khi em quay trở lại thông tin mạng internet để níu kéo tuổi trẻ yêu nước một lần nữa, nhân vật Tinh Nguyên Kha lại được mọi người chú ý đến. Cũng chính vì thế mà em đã gỡ bỏ được cái mũ quy chụp cho em là cộng sản chỉ điểm. Để rồi giờ này em đang tị nạn bên xứ tự do. Chính vì lẽ đó ngày hôm nay tuổi trẻ yêu nước đọc bài viết của tác giả Dương Hoài Linh. Ngôn từ của anh còn nặng nề cho giới đấu tranh, nhưng nói chung nếu không cảm nhận được thì chắc chắn chúng ta sẽ không thấy đâu. Dù rằng còn đó rất nhiều người vẫn âm thầm hoặc công khai bình diện đấu tranh bất bạo động, nhưng suy cho cùng giới đấu tranh dân chủ tại Việt Nam cũng như hải ngoại còn có những con sâu chui vào hàng ngũ này, khoác lên cái áo đấu tranh dân chủ để làm tha hóa, làm mất đi hình ảnh của những anh chị em đấu tranh chân chính. Một lần nữa xin mời quý vị nghe qua và lần thứ những lời nặng nề của bài viết. Chụp mũ. Bài viết từ nguồn tác giả Dương Hoài Linh. Chụp mũ là căn bệnh chung của tất cả chế độ độc tài, riêng chế độ Cộng sản Việt Nam lại sử dụng rất nhuần nhuyễn thủ pháp này. Rất tiếc là lớp trẻ của Việt Nam dẫu có chút ít trí thức nhưng dễ dàng mắc lừa Cộng sản. Tại sao các chế độ độc tài lại sử dụng thủ pháp chụp mũ? Đó là để tạo tính chính danh. Tất cả các chế độ độc tài đều một đảng. Khi một đảng thì không thể tạo ra tam quyền phân lập, do không có đối lập. Khi không có tam quyền phân lập thì sẽ không có một ngành tư pháp độc lập, tòa án, chỉ xử theo ý chính quyền, không có công lý. Vì vậy, để tạo ra công lý, chế độ độc tài phải dùng truyền thông vu cho nghi phạm thuộc vào một thành phần phi nghĩa nào đó mà nhân dân đang ghét. Chế độ độc tài Lý Thừa Vãn và Park Chung Hee vu cho phong trào đấu tranh của sinh viên Hàn Quốc là cộng sản để chính danh trong đàn áp. Chế độ độc tài Ngô Đình Diệm vu cho thành phần theo Việt Minh đánh Pháp. Các đảng phải đối lập như Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Hòa Hảo, Cao Đài và phong trào đấu tranh Phật giáo là cộng sản để đem bỏ tù và xử bắn mà không cần xét xử. Vì xét xử làm gì khi tòa án lập ra cho có lệ, quan tòa chính là chính quyền, ai chống lại chính quyền đều có tội. Trong cải cách ruộng đất, cộng sản vu cho những ai mà chúng ghét là địa chủ để đem giết cho nó gọn. Mặc dù trong thành phần địa chủ đó có kẻ từng giúp đỡ chúng, sau này chúng gán cho một cái từ là phản động để đánh vào tư duy cảm tính của người Việt. Khi bị quy là phản động thì hình thành tâm lý mặc nhiên có tội và chẳng cần xét xử công bằng. Do vậy, ngay trong các vụ án hình sự theo nguyên tắc suy đoán vô tội, nghi phạm bị xem như là chưa có tội, nhưng chúng vẫn dùng báo chí buộc tội nghi can trong khi họ đang ở trong nhà tạm giam không có điều kiện kêu oan. Vậy thì sau đó phiên tòa chỉ là hình thức diễn ra một cách mang rợ, luật sư chỉ làm nhiệm vụ chạy án, quan tòa xử theo mảnh giấy bỏ sẵn trong túi và hàng ngàn hàng vạn người chết một cách tức tưởi oan sai. Cho đến tận bây giờ, chúng vẫn dùng lại thủ pháp này và vẫn hiệu quả. Trước đây, chúng vu khống cho tổ chức Việt Tân là khủng bố.
bởi có bất cứ việc gì nắm đầu Việt Tân là chắc ăn, bởi tiền thân của Việt Tân là mặt trận Hoàng Cơ Minh tổ chức bạo động, dính các nghi án khủng bố ở hải ngoại. Vì vậy, biểu tình ở bất cứ đâu cứ gán lại cho Việt Tân chi tiền xúi dục dân Việt vốn lo làm ăn, đâu quan tâm chính trị, nghe dính đến Việt Tân là tránh xa. Họ đâu biết là theo thời gian, sự tránh xa Việt Tân của họ dẫn đến Tiên Lãng, Dương Nội, Đồng Tâm, Long An, Cồn Dầu, Thủ Thiêm, Lộc Hưng và sau này là Formosa, Phan Thiết, Đồng Nai. Nếu họ nghe lời của Việt Tân thì giờ đỡ rồi. Khi thấy Việt Tân chuyển sang phương thức đấu tranh bất bạo động, thể hiện tính chính nghĩa trên mạng và lãnh đạo Việt Tân đa số đều có học, chúng mới tìm một tổ chức khác để chụp mũ. Không gì ngon ăn hơn là gán cho tổ chức của Đào Minh Quân. Tổ chức của Đào Minh Quân là một trong bốn tổ chức chính phủ lưu vong ở hải ngoại. Về tính chính danh, ăn đứt bọn cướp chính quyền cộng sản, nhưng do thói quen hám danh, khoe khoang, đường lối không hợp lý, đem con bỏ chợ nên tạo điều kiện cho dư luận bôi nhọ ở trong nước. Sự thật, nhiều nhà đấu tranh dân chủ bị bắt không dính líu tới Đào Minh Quân, nhưng do truyền thông trong tay, nghi phạm bị bịt mồm, không thể chối cãi, nên đảng ta nói dính là dính, cấm cãi. Thế là mấy cái đầu, mấy cái bàn phím trên mạng ta hồ múa thêm vào đe tố Đào Minh Quân và nhân tiện kể cái ngu của những người đấu tranh dân chủ này ra. Kỳ thực họ có ngu không? Họ là luật sư. Luật sư là giới hiểu rõ chính trị nhất. Có dễ bị lừa không? Họ là những người trẻ nhiệt huyết như Joshua Wong. Tư tưởng của họ thể hiện trong nhiều bài thơ rất hào hùng. Do đó chưa biết ai ngu à. Nhưng nói tóm lại, cứ dùng thủ pháp chụp mũ, cả vú lắp miệng em là tạo được sự chính danh. Điều này cũng xảy ra thường xuyên ở cả cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Điều này nói lên điều gì? Chỉ nói lên sự chưa trưởng thành về chính trị của người Việt. Với những tư duy cảm tính như thế, chính quyền có thể dễ dàng lợi dụng để phân hóa hàng ngũ đấu tranh. Chụp mũ là chiêu thức lợi hại của mọi chế độ độc tài. Bài viết từ nguồn tác giả Dương Hoài Linh.